Những ngày gần đây, mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh hai mặt trời cùng xuất hiện ở Hồ Tây, Hà Nội. Bức ảnh được nhiều trang thông tin cắt ra từ một video trên mạng xã hội TikTok để chia sẻ lại. Với hàng trăm nghìn lượt thích và bình luận, nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên khi lần đầu thấy hiện tượng này. Chị Nguyễn Lê Thảo Nguyên, người ghi lại được hình ảnh trên cho biết, thực tế video chị đăng tải được quay vào ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Giáp Thìn, tức ngày 11 tháng 2, không phải vào ngày 11 tháng 3 vừa qua như mạng xã hội chia sẻ. Chị Thảo Nguyên sinh sống ở Huế. Ra Hà Nội chơi vào dịp Tết và đã vô tình ghi lại được hình ảnh trên. Chị cho biết, thời điểm ghi lại hình ảnh đó, tôi chỉ thấy bầu trời đẹp nên đứng quay lại hình làm kỷ niệm rồi lên xe đi luôn. Gần đây tôi mở ra xem lại mới ngạc nhiên vì thấy hình ảnh hai mặt trời rõ nét xuất hiện cùng lúc trên bầu trời. Do đó, tôi đăng lên mạng để nhờ mọi người lý giải giúp về hiện tượng này. Chị nguyên khẳng định, hình ảnh được chị ghi lại vào thời điểm hơn 17 giờ 15 phút chiều 11 tháng 2 bằng camera thường của điện thoại, không thông qua phần mềm chỉnh sửa. Nhớ lại chị cho biết khi đó không gian thoáng đẳng không quá đông đúc do là đầu năm mới ấn tượng của chị là cảnh hoàng hôn ở hồ tây vào chiều hôm đó rất đẹp sau khi video của chị được nhiều người biết đến và hàng loạt trang mạng xã hội chia sẻ lại chị nguyên nhận được nhiều tin nhắn bình luận muốn xin video gốc vì hình ảnh đẹp và hiếm gặp chị cảm thấy vui vì được lan tỏa khoảnh khắc thiên nhiên đẹp đến mọi người theo lý giải của một chuyên gia khí tượng hình ảnh hai mặt trời xuất hiện cùng lúc như video được chị nguyên ghi lại là rất hiếm gặp điều này có thể chỉ diễn ra trong khoảnh khắc ngắn do khúc xạ và tán xạ ánh sáng trong khí quyển sẽ tạo ra ảo ảnh của mặt trời khi gặp điều kiện phù hợp chuyên gia cho biết đây hoàn toàn là hiện tượng khoa học hiện tượng này xảy ra nhiều ở các vùng địa cực nhưng hiếm xuất hiện ở những nơi khác